Trong không khí phấn khởi mừng Đảng mừng xuân ra quân quyết thắng, sáng nay ngày 7 tháng 2, nhằm cây mùng 7 Tết Nhâm Dần, Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022 tại khu viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Ngũ Hành Sơn. Đây là nét đẹp văn hóa được quận duy trì trong ngày làm việc đầu năm mới với hoạt động ý nghĩa phát động trồng cây trong toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn, góp phần khơi dậy lòng quyết tâm làm theo lời Bác, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với việc bảo vệ môi trường sống và làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Thì phát động các cơ quan đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn trồng cây hàng năm để nhằm mục đích là cho môi trường của Hoàng Sơn xanh, sạch, đẹp và có một môi trường du lịch và dịch vụ hết sức là đảm bảo, đưa quận ra càng ngày càng phát triển trên tất cả mọi lĩnh vực. Hưởng ứng phát động của lãnh đạo quận, cũng trong sáng nay, các phường, đơn vị, trường học trên địa bàn cũng tổ chức phát động trồng cây và kêu gọi chăm sóc và giữ gìn cây xanh, đồng thời duy trì có hiệu quả phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường sống xanh sạch thân thiện. Đây là một ý nghĩa hết sức quan trọng ngay từ đầu năm, là một khởi đầu cho một năm để thực hiện cái công tác hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ là Tết trồng cây để đảm bảo cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, để tạo điều kiện cho cái công tác trồng cây, trồng rừng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn phường. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo quận tổ chức gặp mặt các trưởng phó phòng các phòng ban, quán triệt tinh thần làm việc và thể hiện quyết tâm cùng đồng lòng thực hiện mục tiêu kép, khôi phục phát triển kinh tế, phòng chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.